Mình chào anh chị quý vị và các bạn. Chào mừng anh chị quý vị và các bạn đã trở lại với channel của Kim Béo. Và như trên tiêu đề thì anh chị cũng biết rồi. Đây là chiếc Audi Q7 sản xuất năm 2015. Và em đang chào bán chiếc này với giá là 1 tỷ 425 triệu anh chị nhé. Ngoài giá luôn, anh chị quan tâm về giá thì xem đến đây chắc là được rồi. Hôm nay em sẽ review chi tiết chiếc xe này nhé. Và chiếc này là Quattro động cơ 3.0 sản sinh từ 218 mã lực đến 335 mã lực tùy vào phiên bản của nó nhé. Tăng tốc là 6,1 giây lên được 100 km trong 6,1 giây đó. Động cơ rất là khỏe, động rất là nhanh. Vận tốc trung bình đạt được là khoảng 215 km đến 250 km. Đó. Nếu nói về tốc độ này thì chắc là gọi là dư dùng ở Việt Nam luôn. Việt Nam đến cao tốc Hà Nội Ninh Bình em thấy mới được 120 km. À đâu, đúng không? Hà Nội Ninh Bình hay là cao tốc Hải Phòng mới được 120 km/h. Đạp con này nói thật là chắc chưa đủ đã, 120 vèo tí lên. Và nói về chiếc xe này thì là một chiếc xe hạng sang rồi, được chào đón ở rất nhiều nơi và một chiếc xe đã có thương hiệu rồi, thương hiệu lớn Audi nhá. Về thiết kế của nó rất là mềm mại, hay là logo về thương hiệu hay những sở hữu cái nói chất riêng của chiếc xe. Mà bán xe cũ thì em đã không nói nhiều về chi tiết, quá nhiều về chi tiết, chỉ là chiếc này thì nó đang được ở tình trạng nào nhé anh chị. Còn nếu anh chị quan tâm chi tiết thì có những video khác đỉnh hơn. Em thì review chiếc xe nào em đang bán á, Audi Q7 nhé, 2015. Nếu nói về độ dài, thì chiếc này là 5m, 5052m, tức là 5m đấy, hơn nhỉnh hơn 5m một chút chiều dài tổng thể. Và chiều dài cơ sở nhé, chiều dài cơ sở là gần 3m, 2994. Đó. Thế nên chiếc xe này được xếp vào hạng xe K3. Các anh chị đi các dòng như Vios hay là dòng xe hạng B hay như chiếc xe được dòng là xếp xe hạng sang K3. Và bùm. Em mở khoang động cơ ra xem nhé. Được trang bị động cơ V6. Tất cả chi tiết này, chi tiết về xe này, ốc này, ốc xung quanh xe, gioăng hay các chi tiết mà bác chủ vẫn là rất là giữ gìn. Đó, nhìn rất là mới xe nhé, anh chị nhìn nhá. Đó, chỉ mới động cơ V6. Động cơ này sản sinh đến 218 đến 333 mã lực. Trên vòng tua là 2910 đến 6500 vòng tua nhé. Trang thiết bị thì hệ thống an toàn tiện nghi. Một khung dẫn động hoàn toàn có sẵn. Đó. Và được cài hệ thống Auto Ride Select với 7 chế độ vận hành. Đó. Hộp số 8 cấp. Đó. Chiếc xe này đã cải tiến và nhẹ hơn với phiên bản tiền nhiệm là 325 kg. Đó. Còn nhẹ hơn, tốc độ hơn. Và xe anh chị nhìn rất là sang đúng không ạ? Và xe mới thì là
Xe mới ta có giá hơn 3 tỷ, ở trước này bán có 1 tỷ 425 triệu anh chị nhá. Chị nhìn đi, động cơ này. Mê luôn. Động cơ V6 3.0. Thể tích xi lanh là 3.0. Đó. Mới như thế này cơ mà. Đó. Hệ thống đèn này, hệ thống đèn full LED. Đó. Đèn LED này, đèn gầm cũng LED này. Đó. Trên xe này còn gì ở chê đâu, chỉ có chê là không có tiền mua thôi đúng không ạ? Đó. Em làm vòng quanh xe này cho anh chị nhé. Này. Là răng này. Bộ lốp này hơi cũ nhá. Nó đi cũng nhiều năm rồi mà. Em khuyên là anh chị là nếu mà mua về thì cũng nên thay. Hoặc là có anh chị muốn giảm giá thì em sẽ giảm giá đúng không? Tặng bộ lốp cho anh chị nhé. Tập thể này 3.0. Chỗ Q mất chỗ 7 rồi. Đã khẳng định anh chị ở Q7 nhé. Bô đôi này, ống bô đôi. Bô đôi tròn. Xung quanh ốp viền mạ chrome. Đó. Thì em chê chiếc xe này là không có cam 360 này. Đó. À, cam 360 nhưng không có cam lùi. Có cam 360 hay là cam lùi trước này không hoạt động nhỉ. Chị nhìn nhé, cốp sau, khoang hành lý, khoang cabin đều rộng, hàng ghế có hàng ghế thứ ba gập được nhé. Audi Q7 đây, bấm nút này. Tiếng đóng chắc nịch. Hàng ghế phía trước này. Ta có phần táp ly này, táp ly cửa. Ốp đen. Mọi chi tiết da hay là nút bấm vẫn còn nguyên vẹn. Không bị chảy quá nhiều. Còn rất đẹp luôn. Đến phần ghế da này, ghế có chỉnh điện nhé, chỉnh điện bơm hơi. Đó. Chỉnh đẩy đẩy tiến, đẩy lùi, chỉnh điện hết. Đó. Đây là phần đèn chiếu sáng, ta có thể để chế độ auto luôn này. Đấy. Để sẵn auto. Đi chỉ phải chạy. Đó. Em vào trong xe nhá. Đó. Wow. Anh chị nhìn phần vô lăng này, tay cầm hay là còi. Đấy, thương hiệu rất là đẹp. Ôi trời ơi, 1 tỷ tư mà mua một chiếc 2015 này. Để lựa chọn giữa một chiếc GLC. Đã nhìn cái GLC kìa. GLC 200 2019. GLC 200 thôi anh chị nhá. So với con này cùng đời đi. Con này 2016. Con Audi Q5 này 25. Đấy, con này là 1 tỷ 735 triệu. Đấy, cửa hàng em đang bán bên cạnh này, 1 tỷ 735 triệu. Và một con Audi Q7. Audi Q7 thương hiệu nha anh chị nha. 3 tỷ. Mà bán bây giờ có 1 tỷ 425. Giá cực hời luôn. Tuy nhiên thì cái mặt này có mặt kia, thay đồ Audi hơi đắt một chút. Đấy. Nó không phải đắt, đắt thì với anh chị chấp nhận chơi, chơi thì hiểu được dòng xe này thì chơi thôi đúng không ạ? Đấy. Giới thiệu về cái độ ngon của nó thì khỏi chê thôi. Chiếc này chạy hơn 10 vạn, 2015. Điều em chê duy nhất ở chiếc này thì là mỗi quả lốp là nó cũ thôi. Lốp nó cũ quá. Vâng. Đấy. Giới hạn tốc độ 240 km/h này. Còn lại lốp thì chắc bác chủ cũ lâu không thay. Còn lại những cái chi tiết ở trên xe này em thấy có cực kỳ mới, đẹp.
Phải nói là đẹp luôn đấy. Về thì em cũng dọn dọn dẹp lại một chút. Nhưng mà về cơ bản là chiếc xe nó đã đẹp rồi. Thế nên thì đẹp như này thì khỏi phải chê nhỉ. Đấy. 2015. Một cái độ đẹp vẫn còn chất như này, da anh chị nhìn này. Đấy, mới có. Phê luôn. Có tiền nếu mà em mà giàu ấy. Thôi em chả nói là nói về độ thích đi, không phải giàu thì em tiêu tiền như nào thì nói thế cũng khó. Em bảo dạy các anh chị người giàu tiêu tiền thì cũng khó thật đấy, anh chị nhìn nhé. Đó. Thì về quan điểm của em thì giữa tầm tỷ rưỡi mà 2015 mà con này 2016 Toyota thì em nghĩ em chọn con này, em vẫn thích Audi. Về cá nhân em thôi. Còn mỗi người một sở thích. Có người thích độ lành của Toyota, có người thích nhiều option sang trọng của Ford, hay là về độ sang chảnh thì Mercedes-Benz hay là Audi này, BMW. Những tất cả những dòng đấy cửa hàng em đều bán. Thế em trả nó, nhưng mà về sở thích riêng cá nhân của em thì em thích Audi. Đó. Anh chị nhìn độ chất của nó này. Đó. Audi Quattro 3.0. Chạy hơn 10 vạn km. À đâu, 9 vạn 2. Ôi dồi ôi. 9 vạn 2 km thôi nhé. Đó. Đó, hàng ghế thứ hai này. Đó. Hàng ghế thứ hai về độ da. Da đẹp luôn. Ôi trời ơi. Điều hòa 3 vùng nhá. Điều hòa 3 vùng. Xịn sò mát. Ốp da. Ghế ở đây, hàng ghế thứ hai là chỉnh cơ. Nó thường là hàng ghế thứ hai chỉnh cơ là an toàn rồi đấy. Có cả cửa gió ở đây nữa. Xôi. Đây luôn. Ha, Audi Q7 2015. À, chỉ có một vài lỗi nhỏ lặt vặt như là Q7 không có số 7 đâu, hay là bộ lốp thì nó có hơi cũ thôi. Đó. Những cái này thì em đều khắc phục được. Anh chị quan tâm thì alo em nhé. Số điện thoại em sẽ để ở phần mô tả. Đó. Tổng hợp lại chiếc xe này, Audi Q7, sản xuất năm 2015, phiên bản 3.0, TFI, Quattro, sản xuất 2015, tên tư nhân biển Hà Nội, 02515 này, đang chào bán với giá 1 tỷ 425 triệu. Đó. Giá thì vẫn còn thương lượng một chút, anh chị quan tâm thì alo em nhé. Đó, Audi Q7. Có tiền thì khỏi mê rồi, khỏi phải chê rồi. Vâng, cảm ơn anh chị. Hẹn anh chị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.